Damn, mommy. I just want to. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình và mình là Bún. Và chủ đề hôm nay đó chính là về Shopee Haul đầu thu đông mà giá ấy thì cực kỳ yêu luôn, cho nên mọi người đừng bỏ qua nha. Mình đã mua được rất là nhiều đồ xinh nên là chắc chắn là mọi người phải xem video này nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào vấn đề chính thôi. Chiếc áo đầu tiên mình mua là một cái áo dạng sweater. Ta-da! Bên trong là vải lì bông, bên ngoài thì khá là mịn như thế này. Ở viền cổ sẽ có cái đường may màu trắng như này, rất là xinh. Cổ chữ V nhá mọi người. Áo sới cực kỳ dày dặn chứ không phải bị mỏng đâu mọi người ạ. Đằng sau thì là trơn. Còn đằng trước thì nó sẽ có in chữ như thế này. Đây, cái chữ thì nó in thôi. Mình sợ là giặt nhiều lần thì nó sẽ bị bong ấy. Cái phần tay áo nhá, tay áo rất là rộng này. À, dạng kiểu tay bồng ấy mọi người ạ, nên là con gái mặc thì cực kỳ xinh luôn. Và mình rất là thích những cái áo nào mà có kiểu dạng tay bồng ấy, mà có kiểu bị xinh gấp đôi ấy. Đó. Phần đuôi áo thì nó cũng có cái kẻ trắng trắng như này. Đây, cho mọi người xem kỹ ra bên trong nhé. Em này có một điểm đặc biệt so với cái áo khác, đó chính là nó có túi mọi người ạ. Em áo lì này nó sẽ có túi ở đây, để khi mọi người mặc thì sẽ không còn cảm giác tay bị trống trải nữa. Khi mà mình nhìn ảnh thì mình tưởng vải nó sẽ là vải gió, vải ly lông ấy mọi người. Nhưng mà khi nhận được thì nó lại cái là vải lỉ. Thì cá nhân mình thì thích cái vải lỉ đấy hơn, nó sẽ ấm hơn và nhìn cảm giác nó là mềm mại. Nếu mà vải kiểu ly lông như thế kia thì nó sẽ dễ bị nhăn này, nhìn nó cũng không được ấm áp ấy. Đó, cho nên là mình thích cái dạng vải lỉ đấy hơn là vải bóng như trên ảnh. Mình mua có giá là 140.000 và mình đặt là size M. Size M này thì chiều dài nó đến qua mông mình luôn. Và chiều dài thì cũng đúng như ý mình. Mình thích kiểu vạng hơi rộng một chút, cứ không rộng quá cũng không ngắn quá. Mình cao 1m58, nặng 46 cân. Và mình highly recommend cho mọi người mua cái này nha. Trời ơi, thực sự luôn ý. Ok, mình cho 10 điểm luôn. Thứ hai là một cái áo cardigan màu xanh dương. Như mọi người biết đấy, mình rất là thích màu xanh dương. Thì đầu tiên là vải rất là mịn. Vải này cực kỳ mịn, không dày cũng không mỏng. Không phải là dạng mỏng đâu mọi người ạ, nhưng mà cũng không phải là loại dày. Về cái phần tay áo, cánh tay này thì là dạng tay bồng nha. Và như mình vừa nói ở áo trước ấy, những cái áo có dạng tay bồng thì mình rất là thích. Đây, đây là một cái áo. Ở đây sẽ có in chữ này, cúp rất là đầy đủ và theo cực kỳ chắc chắn luôn mọi người ạ. Tuy nhiên áo chỉ có một lớp thôi. Đây, áo có một lớp, cũng là dạng lỉ bông, nhưng mà cái lỉ này thì mình cảm giác là nó sẽ mỏng hơn một chút so với cái áo ban nãy. Nó chỉ mỏng hơn một chút so với áo ban nãy thôi chứ không phải là quá mỏng. Đằng sau thì cũng là in chữ luôn. Đấy. Tuy nhiên ấy, điểm trừ của em này đó chính là cái vải này thì mình cảm thấy là giặt một hai lần là nó sẽ bị xù bông này. Mọi người nhìn đi, chưa giặt mà nó kiểu hơi xù xù ấy. Không biết là các bạn có thấy rõ không? Và điểm trừ thứ hai là cái áo cardigan này sẽ không có túi. Và điểm cộng ở đầu tiên là khá giá rất là rẻ. Mình mua chỉ có giá 74.000 thôi mọi người ạ. 74.000 bằng 2 bát phở. So với một cái giá mà 74.000 bằng giá bằng 2 bát phở thì mình cảm thấy cũng khá là ổn so với chất lượng. Mọi người có thể khoác vào mùa thu. Áo này dài rộng khá là xinh, không bị ngắn. Điểm cộng là giá rẻ này, cái form áo rất là xinh. Thứ hai là cái màu cũng giống ảnh luôn mọi người ạ. Và áo này thì chỉ có một size thôi. Cái size này thì khá là rộng. Mọi người có thể cân nhắc một cái này nha, mình cũng khá là thích. Nhưng mà do chất lượng với giá tiền như vậy thì mình thấy khá là ổn, nên mình sẽ cho 9/10. Theo vẫn là một chiếc áo dài nha mọi người. Áo này thì là áo polo. Đầu tiên giá nó rất là rẻ, có 99.000 thôi. Đây. Thứ hai nó rất là giống ảnh cực kỳ luôn. Đằng sau sẽ là trơn như thế này. Phần chữ thêu nhưng chứ không phải là in đâu mọi người ạ, cho nên vì rất là xịn sò. Vải áo thì cũng là dạng lỉ. Lỉ này thì nó hơi mỏng một chút này mọi người. Cái phần mình lỉ rất là mỏng nhá. Và giống ảnh, cái phần cổ nó cũng giống ảnh luôn. Tuy nhiên thì nó chỉ có một lớp thôi. Buổi sáng mùa thu thì sẽ hợp, chứ mà mùa đông thì mình nghĩ là sẽ lạnh với mọi người ạ. Thì mọi người có thể mặc áo giữ nhiệt bên trong. Điểm trừ duy nhất đó chính là cái vải này mình sờ nó hơi bị thô ráp với mọi người ạ. Không biết lúc mặc thì nó sẽ có mịn không, nhưng mà cái vải này mình sờ khá là thô ráp, nhưng mà cái form thì rất là đẹp.
Phong công nhận là rất là xinh. So với giá 99.000 thì mình cũng thấy khá là ổn. Cái tay này thì vẫn là dạng tay bồng rồi mọi người ạ. Đây mọi người nhìn kỹ đi, nó có dạng tay bồng nha. Ba cái áo đầu tiên này thì đều là dạng tay bồng này. Form rất là to, mình rất là thích. Mình kiểu chỉ chê ở phần vải nào nó dễ bị xù đấy. Tiếp theo là một cái chân váy. Chân váy bò, chất rất là dày dặn nha mọi người. Phần cạp này rất là dày dặn, nhìn rất là xịn luôn. Và chân váy thì cũng không quá dài ấy. Nhiều cái chân váy bò mà dài quá thì nhìn chân mình sẽ bị ngắn cũn ấy. Đằng sau thì sẽ có hai túi này. Ở phần cuối đuôi váy thì nó sẽ có tua rơ như thế này, thì tạo điểm khác biệt so với những cái chân bò khác. Mà nhìn nó cũng trẻ trung năng động hơn ấy. Và cái váy này ý, thì mình cảm thấy là phối với cái gì cũng rất là xinh. Cái sản phẩm này mình rất comment mọi người nên mua cho mọi người. Thực sự rất là thích cái quần này. Đây chính là cái quần đen ống suông màu đen này. Đây là vải bò nha mọi người. Vải bò rất là xịn luôn mọi người ơi. Thực sự là nên mua, ai cũng nên có một cái. Quần, chắc quần jean dày dặn cực kỳ mọi người ạ. Mình thích cái quần này quá. Quần bò này thì chất jean này là nó sẽ không co giãn đâu, nhưng mà sở rất là thích. Cái quần này là dáng ống suông nha, cho nên là cực kỳ hách dáng. Đặc biệt là cái cạp cao. Cạp cao lắm. Khi mà mình mặc crop top ấy thì chân mình dài luôn ấy. Dài như kiểu 1m7, 1m8 luôn ấy. Thế về khóa quần thì rất là trơn tru này. Khóa quần cực kỳ trơn tru luôn ấy. Thì cái túi của hai con này cũng rất là sâu. Chân quần rất là xịn luôn. Thực sự luôn. Người có thể mặc đi học cũng đẹp, mà mặc đi chơi cũng được. Mình highly recommend có em này trong tủ đồ của mỗi người nhá. Thì sẽ làm cái áo 2 dây. Cái này mà đi chụp mùa hè cái kiểu concept dưa hấu ấy. Trời ơi đúng đỉnh luôn. Nhưng mà mặc cái áo này thì mùa nào cũng được. Mọi người có thể khoác, có thể khoác bên ngoài cái áo cardigan crop top cũng rất là xinh. Có thể phối với chân váy này, quần bò cặp cao này. Độ co giãn thì là vừa phải. Chất vải thì hơi gân gân như thế này. Và em này thì có một cái lớp thôi, như các áo crop top bình thường. Và điểm khác biệt là mình có thể thay đổi độ dài của dây nhờ cái này, điều chỉnh độ dài đó. Thì bạn nào muốn mua thì mình có thể để link ở bio nhé. Đây tiếp theo là một cái áo crop top mà các bạn hỏi mình khá là nhiều trong cái video back to school mình chuẩn bị đồ đi học ấy. Áo vải áo cũng là dạng gân này, độ co giãn rất là ok luôn. Đây điểm đặc biệt là ai thích đam anime thì có thể có hai cái này rất là dạng cổ này này, nó sẽ có thun 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 gân ở đây. Mình rất là thích cái cổ kiểu này, cái áo cũng kiểu thun thun ở đây này. Phần dưới này cũng thế. Và màu trắng thì rất là dễ phối rồi mọi người ạ. Chiều dài cũng không quá là ngắn. Với những bạn nào mà sợ mặc áo crop top quá là ngắn ấy thì có thể thử em này nha. Bởi vì độ dài của em này nó gần đến gần rốn, cho nên là mọi người không lo. Theo là một cái siêu phẩm quần đó mọi người ạ. Dạo ở đây mình mua được rất là nhiều quần xinh ý. Thì đây là một cái quần ống loe nha mọi người. Ta-da! Cái quần ống loe này giá cũng rất là rẻ luôn. Có giá là 159.000 thôi mọi người ạ. Về chất vải thì cực kỳ dày dặn. Chất vải quần là vải jean mà, vải bó ấy, nên rất là dày dặn nha. Điểm đặc biệt là cái phần hông này này nó sẽ được may tròn lại như thế này, giúp mông của mình hình quả táo ấy, mặc lên tôn dáng cực kỳ. Phần đùi này thì giá khá là co giãn và mặc vào thì sẽ giúp mình bó hơn, giúp tôn dáng của mình. Thì mặc rất là xinh. Phần ống quần dưới này này nó sẽ hơi loe một chút thôi chứ không phải loe quá, nên là mà cũng không kiểu bị lố quá mọi người. Nhiều cái quần mà bị loe quá thì nó không xinh đâu. Cái quần này thì không mọi người ạ, rất là dày dặn này, xinh. Đây là đằng sau này. Thực sự là hồi xưa thì mình không thích mặc quần ống loe thế nào hết. Nhìn nó cứ bị kỳ kỳ kiểu gì ấy. Mấy tháng gần đây thôi, tự nhiên mình lướt TikTok thấy các chị mặc rất là xinh. Mình đặt là size M thì nó dài đúng đến kiểu qua mắt cá chân một chút ấy. Cái điểm đấy rất là thích ở điểm đó. Đúng chiều dài mà mình thích luôn.
Và cái điểm mình không thích là cái quần này nó hơi bó một chút ấy. Nhưng bạn nào mà thích mặc quần rộng rãi thoải mái thì có thể cân nhắc. Em quần này thì mình cũng cho 100 trên 10 luôn. Thực sự là mình mua được hai cái quần rất là ổn ý. Tiếp theo sẽ là một cái áo hoodie zip. Em này thì có giá là 72.000. Đây, chính là em nó. Em này thì là màu đen hết luôn, là một dạng basic. Và ở cái điểm nổi bật nhất là cái phần cái túi này, nó sẽ có đan cái dây màu trắng như thế. Nhưng mà nó có một lớp khá là mỏng ấy, không được dày dặn đâu. Cái lớp này khá là mỏng. Phần mũ thì khá là to đấy. Mũ thì không nhỏ đâu nha mọi người, cũng khá là ổn đấy. Khóa chân chu cực. Đó, mọi người nghe thấy tiếng không? Tuy nhiên thì vải nó chỉ có một lớp lì bông như thế này và hơi mỏng một chút. Ở cổ tay áo thì nó sẽ chun chun như thế này cho mình. Mình mặc thấy khá là rộng rãi. Thì so với giá 72.000 mà được em này thì mình cũng thấy khá là ổn. Với mức tiền như thế mà so với mỗi em này thì khá là ok. Không hơn không kém. Cái vải của em này thì dễ bị xù lông, còn lại thì khá là ổn. Mình sẽ cho 9/10. Tiếp theo sẽ là một cái váy kiểu dạng body, không phải dạng ôm nhá, dạng body thôi. Nhìn rất là thể thao luôn, cái váy này là váy polo. US The Basic này thì mình có khá là nhiều đồ ấy. Cái áo polo hôm trước mình cũng có ấy rồi đấy. Cái váy polo này, cổ. Vải này thì mặc khá là mát, dày dặn. Vải rất là dày dặn luôn. Này, ở dưới thì nó sẽ hơi le le một chút thì sẽ có cảm giác điệu hơn, mà nhìn thân hình của mình nó sẽ không bị thẳng tuột xuống ấy. Phần logo này thì là trong suốt này, đằng sau trơn luôn. Thì em này mọi người có thể mặc đi đánh tennis. Mình không biết đánh tennis được không, nhưng mà hôm nào mình sẽ đi chụp thử. Mặc em này thì nhìn sẽ thể thao năng động hơn chứ không phải là giọng bánh bèo. Nói chung là mình khá là thích cái em này. Tiếp theo là một cái quần. Quần này cũng là dạng ống loe luôn. Bởi vì như chia sẻ vừa nãy thì mình gặp gần đây mình rất là thích cái quần ống loe. Thì cái quần này cũng khá là rẻ nên là mình đã mua về. Tuy nhiên thì hơi thất vọng một chút ý. Đầu tiên là về chất vải, không phải là vải jean mà là vải co giãn 4 chiều mọi người ạ. Nên nó khá là ôm với mình. Nhưng mà vải này có một nhược điểm. Thì hồi xưa mình mặc rất là nhiều quần co giãn 4 chiều. Thì nếu mà khi mà mọi người mặc nhiều và giặt nhiều ý, thì cái phần ở đũng quần này này, thì cái phần ở đũng quần này nó sẽ bị bung hết, kiểu cái chun ra ấy, nhìn rất là buồn cười ấy, hơi bị xấu hổ một chút. Ưu điểm thì là nó sẽ ôm sát với người mình và sẽ tôn dáng. Để nói thì quần bò nên mặc ôm thì nó sẽ đẹp hơn. Thiết kế thì rất là chắc chắn này. Ở dưới này sẽ có tua rua. Sẽ không thích đó chính là cái quần này thì mình đẹp size M thì nó bị ngắn. Nó ngắn trên mất cả chân của mình luôn mọi người ạ. Cái phần loe này thì nó bị loe ra quá. Đã ngắn rồi xong nó còn bị loe ra quá, cho nên là nhìn cái chân mình nó chỉ có một mẩu xíu xíu này thôi. Là các bạn nào mua thì có thể tăng thêm một size. Tiếp theo là cái áo crop top màu vàng. Về chất vải thì cũng là dạng thun gân, dày dặn, độ co giãn vừa phải. Cũng là dạng cái crop top này thì cũng dạng là polo luôn, cho nên là nếu mà đi học đại học thì cũng ok. Đằng sau thì nó sẽ trơn thôi, còn đằng trước thì nó sẽ có hàng cúc ở đây để mình cài vào. Sờ chất thì cực kỳ mát luôn mọi người ạ. Về độ dài của cái áo này thì nó sẽ dài đến rốn của mình. Mình có thể kết hợp với cái quần ống suông cặp cao này. Đó, nhìn trông hách dáng, chân dài hơn. Dài như thế này thì mình cũng có thể mặc đi học đại học được. Không biết là mình có mặc đi học đại học được không, nhưng mà trước mắt thì mình cứ dự tính là như thế đã. Hôm nay là xin là một cái áo. Đây là một cái áo hoodie zip mọi người ạ.
giá rất là rẻ, chỉ như chưa đến 100.000 đâu. Mình sẽ để giá và size ở đây nha. Vải này là vải nỉ. Tuy nhiên thì mình cảm thấy là vải nỉ này nó rất là mềm và mịn. Cái vải nỉ này cực kỳ mềm luôn mọi người ạ, so cực kỳ mềm. Đấy, khóa áo thì rất là trơn tru. Ở đây thì sẽ có chiếc in đằng này này. Nhưng mà giặt nhiều thì mình nghĩ nó cũng sẽ bong luôn. Đằng sau sẽ có một cái hình rất là to như thế này. Phần tay áo thì không phải là dạng tay bồng. Tay áo thì là dạng bình thường thôi. Phần túi này thì hơi bé một xíu. Bây giờ thì đến điểm mình không thích nha. Đầu tiên là về cái mũ này. Nó hơi buồn cười mọi người. Tại vì là ở cái phần này nó không thêu hẳn vào trong. Nên là khi mặc thì nó sẽ cứ bị cong cong ra ngoài như thế này này. Đấy, nhìn hơi xấu một chút. Về chất vải của em này thì mình thấy thứ nhất là dễ bị xù này. Thứ hai khi mà mình bóc ra ấy thì bụi vải hơi nhiều, nó bị rụng ra rất là nhiều luôn. Nên là không biết là như thế nào. Chỉ là như thế thôi. Còn so với giá và chất lượng như thế này thì mình sẽ chỉ cho 9/10 thôi. Hàng này thì không chỉ có quần áo và mình cũng có mới mua một bộ skin care mới. Thì đây gồm mặt nạ của nhà Dr. Morita. Như mọi người xem hồi trước ấy, thì mình có dùng mặt nạ của Dr. Morita rồi. Những cái mặt nạ đấy thì đã hết rồi cho nên là mình đã mua mới thêm mấy cái nữa. Thì đây, em mặt nạ này thì có chiết xuất chủ yếu từ rau má cho nên có công dụng là làm dịu da, cấp ẩm cho da, giúp da căng mọng và bóng khỏe. Theo như mình tìm hiểu thì mặt nạ này được áp dụng với công thức CICA là 4 loại rau má, giúp kháng khuẩn, làm dịu da nhạy cảm. Về thiết kế mặt nạ thì khá là mỏng và nhiều tinh chất thì cũng không quá là đặc, vì thế giúp dễ dàng thấm sâu vào da hơn. Khi sử dụng thì mọi người đắp từ 10 đến 15 phút và sau bước toner nha. Một tuần thì mọi người nên sử dụng từ 2 đến 3 lần để đạt hiệu quả tốt nhất nha. Bên cạnh đó sẽ là một cái toner của nhà Afrom. Em này thì siêu hot bên Hàn luôn đấy mọi người ạ. Hot Instagram ấy thì mấy chị ấy dùng rất nhiều cái nọ toner này. Cho nên mình cũng phải mua về để xem em nó thần thánh như nào. Thì đúng thật là em nó rất là xịn và dùng rất là thích luôn ý. Và khi mình dùng thì cảm giác rất là sướng luôn. Trời ơi, đỉnh cực. Em này thì được chiết xuất 100% thành phần từ ngải cứu, cho nên thành phần thì rất là nhiều khoáng chất và vitamin. Vì vậy có tác dụng là cấp ẩm này, làm dịu và phục hồi da. Với các đặc tính của ngải cứu như là kháng khuẩn này, kháng viêm thì em toner này có khả năng làm dịu đi vết sưng mụn, thanh lọc và phục hồi làn da. Khi thoa lên mặt thì mình cảm thấy kết cấu của em này khá là nỏng sệt nhưng lại thấm nhanh vào da và không gây cảm giác bí. Một bộ skincare thì không thể nào thiếu em serum rồi. Em serum này thì cũng đến từ Hàn của nhà Claire. Cái hãng này thì siêu hot luôn, không phải bàn nhiều đúng không? Em serum này cầm thì rất là nhỏ gọn luôn. Thành phần được chiết xuất từ blueberry vì thế giàu chất chống oxy hóa, làm tăng sinh collagen, vì thế thì giảm bớt nếp nhăn này, giúp da mình căng mọng hơn và chống lão hóa. Hiện tại thì da mình không có quá nhiều vấn đề về mụn, cho nên gần đây mình muốn sử dụng những sản phẩm nào mà giúp chống lão hóa và giúp da căng mọng hơn, phục hồi làn da của mình, thì em serum này đáp ứng đủ những yêu cầu đó của mình. Đặc biệt mình cực kỳ thích em này, đó chính là một màu xanh dương cực kỳ đẹp luôn ấy. Về kết cấu thì lỏng, dễ thấm vào da, không gây vết dính. Đối với những bạn nào mà không thích những serum mà gây vết dính trên da mặt quá thì có thể thử qua em này nha. Và cuối cùng, một bộ skincare thì không thể nào mà thiếu những kem dưỡng ẩm rồi. Da mình thì không có quá là nhiều mụn, vì thế mình cần những sản phẩm mà giúp phục hồi da này rồi là dưỡng da. Thì em này rất hợp nha, cũng đến từ nhà Claire luôn. Chất kem màu xanh dương mọi người ạ. Màu xanh dương khá là lạ. Về thiết kế em này thì cũng khá là nhỏ gọn và sang trọng. Kem thì có chiết xuất từ thành phần rau má và dầu argan. Ngoài ra thì có một thành phần tự nhiên được chiết xuất từ dầu hoa cúc. Vì vậy thì có tác dụng là chống viêm này, làm dịu da. Với thành phần chiết xuất rau má cho nên thì giúp hydrat hóa và giảm mẩn đỏ sau một ngày mình tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Về kết cấu thì mỏng nhẹ, là dạng kem nhưng lại rất dễ thấm và tan nhanh trong da. Ngoài những công dụng mà mình kể trên thì em này còn có tác dụng là dưỡng ẩm và cấp ẩm, giúp làn da của mình lúc nào cũng căng mọng. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha. Ngoài ra thì hãy nhớ follow kênh Instagram của mình ở đây và kênh phát đồ của mình ở đây nữa, để mình có thêm tiền mua đồ đông về chủ đề mà các bạn yêu thích nha. Các bạn có thể comment những cái đồ mà các bạn muốn mình cho, ví dụ như là áo di lê này, jacket này đó, các bạn có thể comment ở đấy để mình dồn tiền lại và mua, để làm một tập chuyên về một chủ đề đó thôi. Ok, bây giờ thì bye bye.